Chào bạn, vào MA. Ok, này. Đây, chúng ta ra gì luôn. Ok, đi thẳng vào vấn đề luôn. Các bạn đã biết rồi thì nấu phở thế là nó là một cái món nó rất là nhiều bước, nhiều công đoạn. Thì hôm nay mình sẽ cho thử cái con chat GPT này là xem con người máy nó dạy mình nấu phở xem nó có đúng không. Đây, nó cho mình các nguyên liệu từ A đến Z, xong rồi cả các cái hướng dẫn nấu ăn luôn. Thì mình sẽ làm đúng theo những gì nó bảo. Cuối cùng mình sẽ kiểm tra xem là chất lượng, hương vị của bát phở của con này nó nấu ra thì xem có đúng kiểu phở Việt Nam hay là nó tùm lum. Mình vừa mới nhìn qua cái nguyên liệu với cả các cái hướng dẫn của nó thì mình nhận ra là cái này nó nấu nó hơi kiểu Mỹ một tí. Thì giờ mình sẽ hỏi nó là làm cho tao kiểu Việt Nam hơn. Thì nó sẽ bảo ok. Bây giờ nó cho mình cái nguyên liệu nó sẽ kiểu Việt Nam hơn một tí. À, với cả giờ nhà mình có mỗi 2 người thôi thì mình sẽ bảo là phần 2 người. Ừ, đây, thì nó đang cho mình một cái dãy nguyên liệu mới mà nó sẽ giảm đi để nó điều chỉnh cho đủ cho 2 người nấu rồi. À, đủ cho 2 người ăn thôi. Ok, tiếp theo thì bây giờ mình đã có công thức và mình có nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi nó là thế thì bây giờ tao đi chợ ở đâu? Mình sẽ hỏi nó bây giờ tao kiếm đồ nấu ở đâu? Thì nó sẽ cho mình, nó sẽ bảo là bây giờ ra chợ châu Á. Thế nhưng mà bây giờ ở châu Á thì nó chợ châu Á quanh đây nhiều một đống cái. Thế thì mình sẽ bảo nó là tao sống ở Auckland, tìm cho tao cái chợ gần nhất. Nó bảo ok, nếu bạn sống ở Auckland đây thì đây nó cho mình một cái dãy vài cái chợ và nó sẽ bảo là đây, bạn đi những cái chợ này thì có đầy đủ các nguyên liệu để nấu phở. Và ok, thì mình nghĩ là giờ mình sẽ chọn một trong mấy cái chợ này và mình sẽ đi ở đấy và kiếm xem có đủ đồ không. Và sau đó mình sẽ về nấu. 11 minutes later. Ok, giờ thì mình đang ở chợ đây. Và giờ thì mình sẽ đi mua những cái nguyên liệu mà nó bảo mình ở đây. Thì mình phải mua là một củ hành bé, một mẩu gừng, một cân xương bò, mấy cái vụn vụn, mấy cái thanh quế và mấy cái mà hình ngôi sao, mình không tiếng Việt là cái gì. Một củ tỏi, một thìa nước mắm, đường, muối, tiêu, ngay như cả bò nạc, một ít phở này, hành tây, hành ta này, với cả một ít rau thơm. Ok, thì đây là tất cả các cái nguyên liệu mà con chat GPT nó bảo mình mua. Nhìn qua thì mình đoán đây là một bát kiểu phở tái rất là đơn giản, rất là cơ bản thôi. Thì mình có bánh phở này, có các cái loại hạt như kiểu là quế rồi những cái hạt gì tiếng Việt mình không biết. Đường phèn này, muối, tiêu, nước mắm, có gừng, tỏi, hành, chanh. Xong rồi mình sẽ có một cái phần xương đuôi này để mình luộc. Và cái phần này tí mình ăn tái. À, với cả ngoài ra để mình đỡ phải nhìn điện thoại, mình sẽ mở luôn cái con chat GPT này trên đây, phở bò recipe đây. Mình sẽ mở luôn con này trên cái màn hình tủ lạnh của mình. Bước đầu tiên thì người ta bảo là mình phải nướng hành và gừng ở trong cái lò nướng này. Thế nhưng mà theo cái công thức mà lúc đầu mình hỏi nó là tôi muốn cái công thức này nó Việt Nam hơn ấy, thì cái con này nó bảo là thay vì dùng cái lò nướng thì mình sẽ, khi mình nướng thì mình nên nướng trên lửa thay vì mình cho vào lò thì nó sẽ kiểu chuẩn Việt Nam hơn. Thì trong lúc mình nướng thì mình cũng sẽ đun nước, đun xương và mấy cái mà quế rồi mấy cái hạt để cho nó có mùi nước trước. Cho vào nước mắm, đường và muối và hạt tiêu vào nước luôn. Rồi thì mình sẽ nướng bằng cái này, cái bếp mình thì cái này nó là cái chảo gang. Thì mình sẽ nướng ở trên cái này luôn. Trong đấy thì xương mình đã rửa rồi. Mình sẽ cho, mình không biết là ngon hay không ngon nhưng mình sẽ làm đúng công thức. Nó bảo là cho 8 cốc nước, 8 cup. Đây là 2. Có vẻ như không nhiều nước lắm nhưng mà nói chung là nó phần 2 người thì cái nồi mình hơi to nhưng mà thế này nó chỉ đến nửa cái nồi này thôi. Mình ở hành với gừng thì người ta bảo mình để nguyên củ cái này. Xong rồi nướng. Mình sẽ cho tất cả cái nguyên liệu mà kiểu quế rồi mấy cái hạt các thứ này. Tỏi mình sẽ cho vào cái túi này. Nó phải cũng phải ấy ở trên chảo, nó cũng phải nướng mà. Nó không nướng. Bây giờ cái đống gừng với hành của mình nó hơi cháy cháy rồi. Thì mình cũng sẽ cho vào cái túi này luôn cho nó không vụn. Tắt này hơi ồn. Dính dính dính. Thôi con này hy sinh rồi. Thì đây là nồi nước. Trong này có xương và đây là cái túi của mình. Và tiếp theo sau đó cũng theo công thức thì là mình sẽ phải cho một thìa, nó là thìa to. Người ta kêu là nửa thìa muối này. Người ta kêu là một thìa đường thì mình đoán là mấy hạt đường phèn này. Mình cho vào đây. Và một thìa nước mắm. Mình cảm giác là hơi nhạt, tại mình thấy hơi ít. Nhưng mà xem nào. Chắc chắn là nhạt. Ok. À, suýt thì quên, mình còn một thìa hạt tiêu nữa. Thì đây, nó đang sôi rồi. Thì theo công thức nó bảo thì mình sẽ để nước sôi và sau đó là hạ lửa luôn để cho nó gọi là sôi lăn tăn thôi. Và trong khi nó sôi lăn tăn thì mình sẽ hớt những cái bọt này ra.
Thì theo chỉ dẫn của con này thì mình sẽ phải để nó lăn tăn thế trong vòng khoảng 4 đến 6 tiếng. Ok, giờ là 6 giờ tối. Thì 4 đến 6 tiếng nghĩa là nửa đêm nay mình mới được ăn. Hẹn gặp lại các bạn trong 4 đến 6 tiếng nữa. Ok, nãy giờ đun được khoảng 2 tiếng rồi. Thì giờ mình sẽ thử check xem là nó như thế nào rồi. Ồ, nước rất là trong nha. Ý là hơi, mình nghĩ là hơi nhiều béo, nhưng mà được cái là trông nó rất là trong, nó không bị đục. Nãy thì mình cảm giác là hơi nhạt, thì giờ mình sẽ thử. Bây giờ phải lấy cái bát. À, bỏ mồm á. Múc thử là cái bát xem nha. Hơi nhạt. Đúng như mình nghĩ là hơi nhạt, nhưng mà vị rất là ngon. Cái vị kiểu cái xương, xong rồi những cái gói mà kiểu hành gừng rất là thơm. Nhưng mà nếu bạn ăn đây như kiểu ăn một cái bát súp ấy thì rất là thơm, nhưng mà nếu mà ăn kiểu ăn với phở thì rất là nhạt. Nhưng không sao. Thế giờ mình sẽ hỏi nó, bây giờ mình hỏi tội nó. Giờ mình sẽ bảo nó là cần thêm mắm muối. Tại vì hơi nhạt, xem nó trả lời như nào. Ok, nó sẽ bảo là cái nước mắm, chỉ biết nước mắm, nước xì dầu á. À không, nó bảo nếu mà không nước mắm thì có xì dầu. Ok, nhưng mà bao nhiêu? Ai chả biết nước mắm, nhưng mà nó bảo là nước mắm thì 1 đến 2 thìa đường, cũng 1 đến 2 thìa, chắc cho 1 thìa đường thôi. Mình cảm giác là mình sẽ phải 2 thìa nước mắm. 1 Ok, thìa này cho ít thôi. 2 Giờ đang là 8:46. Mình hơi đói rồi nên mình nghĩ là mình sẽ không trụ đến 12 giờ đêm đâu, mà mình nghĩ khoảng 10 giờ mình sẽ bỏ ăn. Thì coi như đã được 4 tiếng từ lúc bắt đầu nấu rồi. Giờ mình sẽ cho lửa lai dai thêm một chút nữa và hẹn gặp lại các bạn 2 tiếng nữa. Ok, giờ đã là 10 giờ rồi, mình bắt đầu đói rồi. Và bước tiếp theo là mình sẽ bỏ cái túi này ra. Nghĩ là cái túi mình sẽ vứt đi thôi. Rồi mình sẽ nếm thử nước lại một lần nữa xem vừa chưa. Mình mong là vừa rồi. Tại sao mình quên không nếm lại nãy giờ. Chưa, hình như hơi đậm. Nhưng tại vì quả đổ nước mắm của mình. Không, nhưng mình nghĩ là ăn với phở thì sẽ vừa. Hơi bị ngai ngái cái mùi mấy cái mà quế cùng các thứ. Tại vì là bình thường như mình nấu mình sẽ múc, mình sẽ vớt cái đấy ra luôn. Nhưng mà kiểu cái con bot này nó bảo là cứ ngâm ở trong đấy, thì mình ngâm ở trong đấy thôi. Và kết quả là mình thấy nó hơi bị cái mùi mấy cái hạt đấy quá, hơi hơi nhiều quá. Nhưng mà đây, nếu các bạn nhìn thì nước được cái rất là trong luôn. Nước nó rất là trong luôn, rất chuẩn luôn. Rất là màu, rất là đẹp. Nó sẽ bảo mình phải đun cái nước này sôi lên. Và trong lúc đợi cái nước này sôi thì mình sẽ bắt đầu múc phở ra bát. Cái bánh phở nãy mình đã trụng qua nước sôi rồi. Giờ mình chỉ múc ra bát thôi. Đây, mình sẽ để lấy miếng thịt. Đúng nghĩa là ăn thịt, ăn phở tái, nên là mình sẽ cho mình miếng thịt sống này lên đây luôn. Mình mua cái loại thịt mà nó thái mỏng sẵn ấy để cho mình đỡ phải thái. Mình cũng đã cắt sẵn hành xanh với cả rau thơm một thứ đây hết rồi. Thì mình sẽ cho một ít hành sống này lên. Đó. Đây, sôi rồi đây. Đây. Rất chuẩn luôn. Mong là cái này chín. Ồ, chín luôn kìa. Mùi rất là thơm, mình thấy cũng khá là chuẩn. Và mình mong là khi mà ăn với phở thì nó sẽ không bị mặn như nãy mình vừa nếm. Và mình sẽ cho thêm hành này, rau thơm này. Cho nhiều hành vào tí. Đó, cho nó đẹp. Trước khi mình thử thì mình sẽ bày biện cái bát nào đẹp một tí thì mình có chụp hình nữa. Đây, trông rất ra gì luôn. À, mình vừa còn cho một ít giá nữa. Phở này là kiểu phở miền Nam ấy, thì có người ta cho cả giá vào phở nữa. Thì đây, mình sẽ vắt chanh vào đây. Cái miếng chanh này cho đẹp thôi. Thế nhưng mà cái quan trọng là giờ ăn thử phở với nước xem như thế nào. Cho phở vào thì lại bị hơi nhạt. Mình nghĩ là mình sẽ tí nữa ăn mình sẽ cho thêm một ít có thể là nước mắm hoặc là muối vào đây. Nhưng mà nước rất là thơm. Mình nghĩ là
Nói chung là nếu mà bảo là cái con này nó nấu được một bát phở gọi là như đúng nghĩa như mình ăn ở Việt Nam thì mình nghĩ là chưa đến mức đấy. Thế nhưng mà ví dụ mình bảo mình qua khách nhà ai xong mình người ta cho mình bát phở như này thì thực ra mình ăn cũng ok, cũng khá là ngon, không phải tệ. Nhưng mà nếu mà mình là lần sau có nấu theo công thức của con này nữa không thì mình sẽ không. Có quá nhiều bước mình thấy hơi kỳ. Như bình thường mình nấu phở mình còn phải luộc qua luộc lại cái xương mấy lần ngặn lên nó quả quẳng hết vào luôn. Hoặc là những cái gói mà kiểu gọi những gói quế các thứ ấy mình sẽ vớt ra, nhưng mà đúng nghĩa là thậm chí là mình còn phải cho vào cái túi vải, còn nó bảo luôn là thôi cứ quả quẳng thẳng vào nước cho nó ngầm đấy. Và thế thôi, giờ mình sẽ chén nốt cái bát phở này. Nếu các bạn thích những video này nữa thì cứ like, share, subscribe ở dưới nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới.